Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay thì shop đồ công Nhật Bản Bình Định này xin được giới thiệu với mọi người cái video số 200 là bao gồm có tất cả là 17 con máy câu hàng Nhật Bản, và trong đó sẽ có hai con máy câu ngang tay quay phía bên tay phải dành cho chúng ta câu đáy, câu dít, hoặc là ngồi kết hợp chúng ta có thể câu lua đối với cái hai con máy câu ngang của em ngày hôm nay ạ. Và 15 cái con máy câu đứng thì có size tương ứng từ size 1.000 đến là 8.000. Và giá báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, anh em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với máy là 30.000, khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Thì đầu tiên em xin giới thiệu với mọi người con máy số 1 ở đây em có nè. Thì con máy số 1 ở đây em có đây là một con máy có tên là Shimano Alivio 1.000. Và size thực của máy cũng là 1.000 nha mọi người. Ngoại hình của máy đây ạ, có cái những cái vết trầy xước như này. Máy này thì cối và thân là bằng carbon, tay quay là bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải. Tay quay của máy rất là sáng nha. Dạ, cướp đây. Hoặc làm tốt ạ. Khuyên đôi dây của máy đây rất là sáng ạ. Và máy này là mô viên sóng này, lưỡi gào của máy thì vẫn còn. Được cướp. Hoặc làm tốt. Đổi được tay quay trái phải, máy ngoại hình có những cái vết trầy xước ở cái đuôi máy này. Và những cái vị trí khác thì máy màu sơn vẫn còn khá là sáng, không có nổi tệ đâu. Chúng ta đổi được tay quay trái phải nha. Và hoạt động của máy thì máy này rất là nhẹ. Quay rất là nhẹ với em nhé. Chốt chặn nè, hoạt động tốt. Và máy này là của Malaysia xuất nhập. Máy số 1 có giá là 220.000. Và máy số 1 này nặng là 219g. Máy này nặng 219g ạ. Tiếp đến máy số 2. Máy số 2 thì ở đây em có con máy của Shimano Holiday Spin 1.000. Máy này thì size thật cũng 1.000 nha mọi người. Ngoại hình của máy này có những vết xước nhỏ ở này thôi. Còn lại những vị trí khác là máy còn khá là sáng đẹp. Rồi sơn của máy nhìn khá là đẹp. Trầy xước nhỏ thôi ạ. Mô viên sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Xa thật của máy là 1.000, khuyên đeo dây của máy đây, rất là sáng ạ. Gạt cướp, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. Và hoạt động của máy đây, máy quay rất là nhẹ nha, tay quay của máy rất là sáng. Máy này ngoại hình cũng khá là đẹp nha mọi người, trầy xước nhỏ thôi. Không đáng kể đâu ạ. Những vết xước khá nhỏ. Và máy này cũng của Malaysia xuất nhập, máy số 2 có giá là 240.000. Và máy này nặng là 235g. Tiếp đến máy số 3. Máy số 3 thì em có con máy của Shimano cũng của Holiday Spin là 2.000. Máy này size thật của máy cũng là 2.000 ạ. Đây, ngoại hình của máy, máy này thì ngoại hình có bị những cái vết xước thế này. Tay quay của máy nó bị bong nhẹ thế này thôi nha. Máy nó bị đấy. Nó không có bị xấu gì lắm nhưng mà nó bị oxy hóa nhẹ thế này thôi. Đuôi máy thế này. Size thật của máy là 2.000, cối và thân là bằng carbon, lưỡi gà vẫn còn mô viên sóng ạ. Tay quay bằng kim loại, đổi được tay quay trái phải, khuyên đầu dây của máy này khá là sáng. Đổi được tay quay trái phải và hoạt động của máy này. Máy thì quay rất là nhẹ nha. Cái dòng này chúng ta câu cần ISO hoặc là câu lua rê khá là ok thôi. Size thật của máy là 2.000. Chốt chặn hoạt động tốt. Và máy này nặng là 242g. Và máy này là của Singapore xuất nhập nha mọi người. Máy số 3 có giá là 240.000. Tiếp đến là máy số 4. Máy số 4 thì ở đây em có con máy của Daiwa, dòng Daiwa Speaker Capo SS800G đây. Tên của máy, tên đầy đủ của máy ạ. Máy này thì cối bằng carbon, thân bằng kim loại, tay quay là carbon nha mọi người. Tay quay đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình của máy đây ạ. Ngoại hình thì máy có những cái nước sơn nó bị, cái lưng máy nó bị trong như thế này, hai vị trí này ở trên thân máy. Đây, nó bong nhẹ này. Cối thì bằng cũng khá là ok, cái rày xước nhỏ thôi. Cái phần gạt cước đây nó bị bong cái nước, cái lớp sơn bóng bên ngoài như này, nhưng mà gạt cước vẫn khá là ok này. Không vấn đề gì cả. Khuyên đeo dây của máy khá sáng. Mô viên sóng, lưỡi gà vẫn còn, nó có vẫn tốt. Gạt cước hoạt động tốt. Size thật của máy này, máy này thì size tầm khoảng là 3.000 nha mọi người. Cước số 3 vào được 160m, size 3.000. Ngoại hình có những cái vết trầy thế này. Máy chạy bằng hai bạc đạn. Thì cái vị trí thông số hai bạc đạn ở chỗ vị trí này nó bị mờ một vài, mờ cái mực in rồi. Đây, đó cái thông số trong đầu của máy thế này. Chủ yếu nó bị trầy ở vị trí này.
Còn trắc sơn. Còn những vị trí khác thì trên thân máy thì nhìn cũng khá là ok, không đến nổi tệ. Màu sơn của máy là màu màu xanh xanh đậm nha mọi người, chứ không không phải là màu đen. Máy thì quay rất là nhẹ nha. Chốt chạy này, hoạt động tốt. Máy quay rất là nhẹ vậy em. Chốt chạy hoạt động tốt ạ. Và máy này là của Nhật, máy số 4 có giá là 280.000. Và máy số 4 này nặng là 216 g. Tiếp đến nữa máy số 5. Máy số 5 anh em có con máy của Rivi Carbowin 2000. Tên của máy này thì cối và thân là bằng carbon, tay quay là bằng nhôm này. Đổi được tay quay trái phải nha mọi người. Ngoại hình máy này cũng khá là đẹp. Nhìn khá là đẹp nha. Không có trầy xước gì trên cái lớp tem này, nó trầy xước cái lớp tem như thế này thôi. Để mua cái đóng này, vị trí này. Rồi trên thân máy không có trầy xước gì hết. Nhìn máy cũng khá là sáng. Cước số 3 vào được 170m thì máy này size 3.500. Có Rito là 5.1 ạ. Mô binh sóng lưỡi ga vẫn còn. Tay quay của máy thì nó bị đông cấp cái sóng sơn bên ngoài thế này nha. Còn thân máy thì nhìn khá là đẹp, khuyên dao của máy khá sáng nè. Gạt cước hoạt động tốt ạ. Size thật của máy là size 3.500. Máy thì quay rất là nhẹ nha. Nhưng mà có bị tiếng xào có như thế này nha mọi người. Cái tiếng xào này khá là nhỏ. Không có nổi nào nè. Có Rito là 5.1. Máy này chúng ta lua rê khá là ok. Chốt chạy này hoạt động tốt nha. Và máy này cũng của Nhật, máy số 5 có giá là 280.000. Máy này nặng là 256 g. Tiếp đến là máy số 6. Máy số 6 ở đây em có con máy của Rivi Carbonat 350. Tên của máy này ạ. Máy này thì full carbon, đổi được tay quay trái phải. Cái dòng này thì họ thiết kế cái thân nó hơi ngắn. Cánh cố thì cũng khá là cao nhưng mà cũng lớn cố như này, nhưng mà thân là ngắn nha mọi người. Cướp số 6 vào được 160m thì máy này tầm xa khoảng 5.500 đến 6.000 dao động nha. Mô binh sóng lưỡi gà vẫn còn. Đổ được tay quay trái phải, máy phun carbon, ngoại hình máy cũng khá là sáng. Vị trí này nó bị dính keo nha mọi người. Keo họ dán thôi. Chúng ta cạy nó ra hết được nha. Ngoại hình máy thì khá là sáng, trầy xước nhỏ thôi ạ. Đổ được tay quay trái phải, mô binh sóng lưỡi gà vẫn còn. Size của nó của mặt thật của máy tầm 5.500. Đó là dao động 5.500 đến 6.000 nha. Hoạt động của máy này, máy quay rất là nhẹ nha. Nó quay khá nhẹ vậy. Chốt chặn nè, hoạt động tốt. Và máy số 6 này nặng là 358 g. Và máy này là của Nhật, máy số 6 có giá là 470.000. Tiếp đến máy số 7. Máy số 7 ở đây em có con máy đuôi chuột này. Con máy của Shimano Navi 3000R. Tên của máy, máy chạy bằng 3 bạc bạn. Và size thật của máy thì cũng 3.000, cước số 3 vào được 150m. Máy này cố là bằng kim loại, bằng inox nha mọi người. Thân bằng carbon, tay quay cũng bằng carbon, đổi được tay quay trái phải nha. Ngoại hình của máy này, máy thì có những cái vết xước nhẹ thế này, rất là mờ thế này. Nó bị mất cái tem nhỏ giá ở vị trí này thôi nha. Máy đuôi chuột chạy bằng 3 bạc đạn. Mô binh sóng lưỡi ra vẫn còn. Mọi có khá là ok, có khá là sáng đẹp nha. Gạt cước. Gạt cước hoạt động tốt, khuyên đôi dao của máy khá là sáng. Xa thật của máy là 3.000 ạ. Chạy bằng 3 bạc đạn, đổ được tay quay trái phải. Máy quay hoạt động, quay rất là nhẹ nha. Chốt chạy nè, hoạt động tốt. Máy quay rất là nhẹ và êm. Xa thật là 3.000. Và máy này nặng là 347 g. Và máy này là của Nhật, máy số 7 có giá là 530.000. Tiếp đến máy số 8. Máy số 8 thì đem có con máy của Daiwa, dòng Daiwa Sprinter ST1000B. Máy này cố là bằng carbon, thân là tay quay bằng kim loại. Đổi được tay quay trái phải. Này, tay quay của máy thì cũng khá là ok, khá là sáng nha. Cối của máy một vài vị trí nó bị xước nhẹ thế này thôi. Đây, nó bị xước nhẹ thế này trên cối này. Cước số thông số cước ở trên máy này. Mô binh sóng lưỡi gà vẫn còn đây ạ.
Cước số 7, cước số 5 vào độ 170m thì máy này tầm size khoảng 5.000. 5.000 đến 5.500 nhá. Dao động máy này xanh đến 5.500 á. Khuyên đầu dây của máy này, rất là xanh. Gạt cước này, hoạt động tốt. Đổi được tay quay trái phải ạ. Ngoại hình của máy này ạ. Và hoạt động của máy. Máy này rất là nhẹ nha. Quay khá nhẹ về em. Chốt chặn nè, hoạt động tốt. Và máy này là của Nhật, máy số 8, có giá là 350.000. Máy này nặng là 392g. Máy này có giá là 350.000 nha. Tiếp đến máy số 9. Máy số 9 ở đây em có con máy của Daiwa, dòng Daiwa Speaker Sport nè. Cái dòng này là khỏe và rất là xài rất là ok, rất là của Daiwa nha mọi người. Cái này cố bằng inox, thân và tay quay là bằng carbon, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình máy có những vết xước thế này. Nó bị băng cái sơn thế này. Cái dòng này là của GS, dòng GS 1000 nha mọi người, size thật của máy là 6000. Thì bây giờ nó bị bong hết cái lớp mặt in rồi, em lại kiểm tra thông số ở trên internet thì máy này size là 6000 nha mọi người. Nó không có trầy xước gì nhiều lắm trên cố đâu, nhưng mà nó bị cái lớp mặt in thông số bên ngoài nó bị bong đi. Đổ được tay quay trái phải. 16 này lưỡi gà vẫn còn, máy này vẫn còn lưỡi gà nha. Và máy này có trợ lực bằng vòng bi đây ạ. Trợ lực của máy là bằng vòng bi, nó hỗ trợ lực kéo cho chúng ta. Cố bằng inox ạ. Ngoại hình máy thì có những cái vết xước thế này nha. Máy này ngoại hình thì trên thân máy cũng có những cái vết trầy xước. Xa thật của máy là 6.000. Đổ được tay quay trái phải, khuyên đôi dao của máy khá sáng nha. Gạt cước đây ạ. Và hoạt động của máy này. Máy thì quay rất là nhẹ về em nhé. Rất là ok. Máy này thì khi cái tay quay này nó có vẻ nó hơi cứng nhẹ thế này thôi chứ không có đáng kể đâu. Đây cho em. Mọi người quay một thời gian nó sẽ mềm hào nha. Hiển ra. Chốt chặn nè, hoạt động tốt. Và máy này là máy của Nhật đây ạ. Máy số 9 có giá là 720.000. Máy này nặng là 462g. Cân nặng là 462g nhé. Tiếp đến máy số 10. Máy số 10 ở đây em có con máy thắng tay thế này. Máy này là của Daiwa, dòng Spotlight 1000LB. Tên của máy. Máy này có trị tô là 4.9. Thì máy này full kim loại nha. Đổ được tay quay trái phải. Nhưng mà máy này ngoại hình này nó có bị bong tróc thế này nha mọi người. Nếu chúng ta thích nó đẹp hơn thì chúng ta đánh hết ra, chúng ta sơn lại cái nước sơn của mình vừa thích thì nó khá là ok. Mô bin sóng lưỡi gà vẫn còn ạ. Cái chế độ vào dây lớn nhất à. Cước số 7 chúng ta vào được 130m, cước số 5 vào được 190m ạ. Thì máy này tầm size khoảng 5.000 nha mọi người. Gà cước ạ, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải. Máy này ngoại hình thì trên thân máy có những cái vết xước nha. Trời ơi, ông tróc có sơn thôi. Cối thì cũng khá là ok, có những cái vết xước nhẹ thôi. Nhưng mà cối cũng khá là sáng, nhìn mà cối cũng khá là sáng. Đổ được tay quay trái phải, tay quay của máy cũng rất là sáng nha. Và hoạt động của máy đây. Máy quay rất là nhẹ nha. Máy quay khá nhẹ. Thường là những con máy thắng tay đều là mô bin chết cả, nhưng mà cái dòng này là thiết kế mô bin sống nha mọi người. Cánh tay khá là ok. Cánh tay hoạt động tốt. Máy này mở tỏa cái phần cân lưng máy nó bị bong tróc nước sơn thôi. Máy này nặng là máy số 10 nặng là 493g. Tiếp đến là máy này nặng, máy là của Nhật, máy số 10 có giá là 480.000. Tiếp đến máy số 11. Máy 11 ở đây em có là con máy của Daiwa Super SE Now 3. Máy cái cối này là dòng cối là bằng thép chống rỉ nha mọi người. Cái này chúng ta có thể câu biển được nha. Câu biển thì khá là yên tâm với cái dòng này. Thì máy này cái trên lưng máy này, cái nước sơn một vài vị trí nó bị bong tróc nha. Cái máy này nước sơn trên lưng máy nó không còn được đẹp nha. Tay quay thì rất là khá là sáng. Khuyên đôi dao của máy rất là ok. Gạt cước ạ. Làm tốt. Xa thật của máy đây ạ, xa thật của máy thì cước số 7 vào được 190m thì máy này tầm xa 7.000. 7.000 nha. Cối vị trí này nó bị xước nhẹ cối như thế này thôi. Còn những vị trí khác thì cũng khá là ok.
Máy này thì nước sơn trên thân máy thì một vài vị trí nó như nó không được là đẹp cũng như thế này nữa. Nó rải xước đây. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. Mô bin sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Xa thực của máy là 7.000. Và hoạt động của máy đây. Máy rất là nhẹ nha. Bây giờ mà cố thiếp chống rỉ thì chúng ta khá là yên tâm, không bị muối ăn mòn. Chốt chặn hoạt động tốt ạ. Và máy này là của Nhật, máy số 11 này có giá là 480.000. Và máy này nặng. Máy số 11 này nặng là 560g. 542g ạ. Máy này nặng 542g. Tiếp đến là máy số 12. Đây, máy 12 này bị mất một cái tem bên tay trái. Máy này là của Daiwa Sportline 2000. Máy này full kim loại, đổi được tay quay trái phải. Và xa thực của máy ạ. Máy này mô bin sóng, lưỡi gà vẫn còn nha. Chế độ vào cước mát là cước số 7 vào được 190m thì máy này cũng sai 7.000. Khuyên nâu dao của máy khá sáng nha. Gạt cước nè, hoạt động tốt. Đổi được tay quay trái phải. Máy này thì cái bị mất một cái tem như một vài vị trí cái nước sơn nó không được đẹp nha mọi người. Đây, nước sơn. Cái này thì chúng ta không có thể về tăng trang lại máy cũng khá là ok. Khuyên nâu dao của máy khá sáng nha. Cái lưng máy nó bị bong trời xước nè. Đổi được tay quay trái phải ạ. Và hoạt động của máy này. Máy thì quay rất là nhẹ nha. Nhưng máy này khi quay nó có cái ở trục nó có cái tiếng kêu. Cái phần trục tay quay này, chứ không phải là nhông bên hay là cốt gì bên trong nha. Máy này mọi thứ bên trong khá là ok nha, phần trục. Phần tay quay nha mọi người. Đó, nó phát ra tiếng kêu tay quay tí thôi. Quay rất là nhẹ. Và máy này nặng là 503g. Và máy số 12 này có giá là 400.000. Máy này của Nhật nha mọi người. Máy số 12 của Nhật. Máy 12 có giá là 400.000. Tiếp đến máy số 13. Máy 13 đang có con máy của Tom Nova. Máy này thì full kim loại, đổi được tay quay trái phải. Nó trên lưng máy nó có ba xước như này. Máy này ngoại hình cũng khá là sáng máy. Một vài vị trí nhỏ trầy xước, một vài vị trí nhỏ thế này thôi. Đây. Cối thì rất là sáng. Cước số 7 vào được 200m thì máy này xa 8.000 ạ. Mô bin sóng này, lưỡi gà vẫn còn. Khuyên nâu dao của máy rất là sáng như thế này. Máy này gạt cước còn khá là đẹp nha. Rất là sáng phần gạt cước. Tay quay cũng vậy, rất là sáng ạ. Đổi được tay quay trái phải, mô bin sóng, lưỡi gà vẫn còn. Có reto là 4.5 và size thật của máy là 8.000. Tom No 3 tên của máy này. Và hoạt động của máy này. Máy thì quay rất là nhẹ nhưng cái phần trục tay quay cũng vậy, nó cũng có tiếng kêu như này. Quay rất là êm. Máy hoạt động mượt, rất là mượt nhưng mà cái phần trục tay quay nha mọi người. Vì lỗi phần trục tay quay. Máy quay rất là nhẹ. Cái vị trí ở giữa trục này. Và máy này cũng của Nhật, máy số 13 có giá là 450.000. Và máy 13 này nặng là 571g. Tiếp đến máy số 14 ạ. Máy 14 thì em có con máy quay tay phía bên tay phải thôi, tay trái thôi, chúng ta không có đổi được tay, máy này quay tay trái ạ. Của Ryobi Pro Cycle 7. Tên của máy, máy chạy bằng hai bạc đạn. Và máy này thì là với cái dòng này là dòng cối nông nha mọi người. Dòng cối nông thì chúng ta vào dây nó ít thôi. Nhưng mà cái thiết kế của cái dòng máy này thì nó mô bin chết, không có xoay, không có xả được mô bin nhưng mà là có cốt trợ lực bên trong. Thì cái sức tải của cái máy này tầm nó tương đương với những cái máy thường size tầm 10.000. Nhưng mà cái cối của cái lô máy này là dạng lô nông. Có nông chúng ta nó không có vào được dây nhiều thôi. Mà sức tải của máy thì khá là khỏe. Size thật của máy là 7.000, à 4.000, cước số 4 vào được 170m thì size này 4.000 nha mọi người. Size 4.000 nhưng mà cối rất là lớn bởi vì họ thiết kế như thế này, như thế để mà chúng ta ra dây nó nhanh. Khuyên nâu dao của máy đây, rất là sáng nha. Cước hoạt động tốt. Mô bin chết, cái máy này mô bin chết, mô bin tỉnh, chúng ta không rong được cá. Chúng ta cá ăn ta kéo trực tiếp vào luôn. Máy quay phía bên tay trái. Máy thì quay rất là nhẹ nha. Thế này em. Chốt chặn hoạt động tốt. Máy này có cốt, cả cốt trợ lực thì sức tải của máy khá lớn nha. Và máy này của Nhật, máy số 14 có giá là 480.000. Và máy 14 này nặng là 627g.
Tiếp đến nữa là máy số 15 ạ. Máy 15 ở đây em có con máy của Shimano đây ạ. Máy này Shimano có tên là Super Aero FV. Tên của máy đây. Máy này thì chạy bằng 3 bạc đạn. Máy dòng này dòng cối 5 mô bin chết nha. Máy này full carbon, đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình của máy nó bị một vài vị trí nó bị bong tróc nhẹ thế này thôi. Những cái vết xước nó nhỏ nhưng mà nó cũng li ti thế này. Nó không có xước là nhưng mà cũng không có gì lắm đâu nha mọi người. Đây, những cái vết xước nó nhỏ li ti. Dòng cối nông ạ. À. Và cối nông mô bin chết và size thực của máy ạ. Size thực của máy thì người ta dựa vào thông số cước này. Cước số 4 vào được 150m thì máy này size 4000 nha mọi người. Máy size 4000 nhưng mà thiết kế nhìn rất là lớn dành cho những cách chúng ta câu đạn câu gần nha. Mô bin chết chúng ta không xả được mô bin nhưng mà chúng ta vẫn có tháo cối ra vệ sinh bình thường. Khuyên đầu dây của máy mạ gôn thế này, gạt cối của máy. Và dòng này thì chúng ta có thắng bằng ABS nhé, dừng ABS quay rất là nhẹ, quay khá nhẹ, ok nha. Máy này full carbon, đổi được tay quay trái phải. Máy chạy bằng ABS. Chạy và máy chạy bằng 3 bạc đạn nữa. Ngoại hình máy khá là sáng. Có trầy xước mà nhìn tổng quan thì cũng không đến nổi tệ đây. Trầy xước thế này. Máy số 15 này nặng là 614g. Và máy này là của Nhật. Và cái thông số cước là em báo lại nha mọi người. Đây em đã kiểm tra kỹ rồi. Có hai cái khả năng vào dây, một cái khả năng vào cước thì cước số 5 vào được 150m, còn vào dây BE đây ạ. BE thì cước số 4, BE số 4 thì vào được 150m. Thì máy này tầm size theo thông số cước này là size 5000 nha. 5000 chứ không phải 4000 nha mọi người. Ở đây. Ngoại hình của máy thôi nè. Và máy này là của Nhật. Đây vẫn cái tem của mình này, của Nhật thế này. Máy số 15 có giá là 550.000. Tiếp đến nè. Và máy này có Rito là tầm 4.2 nha. Em đã kiểm tra. Máy số 15 Rito tầm 4.2. Tiếp đến là máy số 16. Máy 16 em có con máy tay máy ngang quay tay phía bên tay phải thôi. Ở đây ạ. Và máy này cũng có hệ thống dùng bằng ABS, chạy bằng ABS nha. Máy này có tên là cũng của Daiwa Super Tana Senso X. Tên của máy. Máy này bị một vài vị trí nó bị bong này. Trời xước đây. Cái tay quay của máy là bằng kim loại nha. Thân của máy bằng carbon. Tay quay phía bên tay phải thôi ạ. Cước số 6 vào được 200m thì máy này size 7000. Đồng hồ của máy thì vẫn còn hoạt động nha. Máy này khi ta sẽ cước ra là đồng hồ nó hoạt động nha mọi người. Chốt chặn này hoạt động tốt. Cái dòng này là chúng ta chỉ quay tới thế này nha. Ra dừng bằng ABS. Ngoại hình của máy như thế này. Máy này là của Nhật. Và máy số 16 này có giá là 420.000. Máy 16 này nặng là 496g. Tiếp đến máy số 17. Máy 17 ở đây em có con máy của Ruby dòng Advanter SS600T. Máy thì ngoại hình là có những cái vết xước thế này. Ở đây. Và size thực của máy này tầm cũng khoảng là 4-5 nghìn nha mọi người. Và máy này dòng này chúng ta có thể câu đáy câu dứt thịt là bằng có đồng hồ thế này. Nhưng nó kiểm tra cái khả năng vào dây chúng ta. Và máy này chúng ta có thể lua được nước mặn nha mọi người. Đây, lua và có kết hợp cả đồng hồ. Chúng ta kiểm tra cái lượng dây chúng ta ném ra và thu vào. Sẽ buồn. Khá là ok. Những cái máy mà lua dạng có đồng hồ này thì rất là ít gặp. Tay quay của máy khá là sáng. Tay quay phía bên tay phải thôi, chúng ta không đổi được tay ạ. À. Có những cái vết xước ở thân máy thế này ạ. À. Size của máy này tầm 4-5 nghìn. Khả năng thời gian của máy này. Cái đồng hồ này vẫn còn hoạt động được nha mọi người. Và máy này là máy của Nhật luôn. Máy số 17 có giá là 480.000, máy của Nhật. Và máy số 17 này nặng là 430g. Rồi em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 17 máy câu của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309. Khách có thể chốt hàng bằng cách gọi điện trực tiếp, kết nối Zalo hoặc là comment bên dưới video.
Và khách chốt hàng bằng cách comment bên dưới video thì cho em xin số điện thoại và cả địa chỉ nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.